cứng như đá thế này ai ăn được hả? Cô luộc rau gì mà dừ nát thế này, có chó nó ăn à? Anh chị có phải diễn nữa, có bữa cơm thôi mà nói lắm thế. Mày giữ bắt mày bắt mặt chúng mày tính tứ thế này à? Cô lại còn dám bắt mặt với cái nhà này hả? Không hiểu chứng cứ rảnh rảnh như thế này cô còn cãi không hả? Ui trời ơi, tôi bảo cô bao nhiêu lần rồi là kho thịt phải kho dừ ra, cô kho cứng như đá thế này ai ăn được hả? À, vâng, để con làm lại ạ. Ôi. Ui giời ơi, cô luộc rau gì mà dừ nát thế này, có chó nó ăn à? Con thấy bình thường mà, con làm sao đâu ạ? Rau thì mẹ chê nát, còn thịt thì mẹ chê là cứng. Sao mẹ cứ phải làm tình làm tội vợ con làm gì ạ? À, bây giờ anh còn bênh vợ anh cơ đấy hả? Kìa anh, con biết mẹ bị đau dạ dày nên là con mới cố tình làm thức ăn nhừ ra. Còn thịt thì mẹ nhìn như thế thôi, chứ con nấu kỹ lắm rồi. Để con lấy ra cho mẹ thử nhá. Không phải thử. Đấy, mẹ đã thấy chưa? Vợ con thì suốt ngày nghĩ cho mẹ, mà mẹ cứ nhìn vào việc cô ấy làm để trách móc thôi ạ. Con nghĩ mẹ phải thay đổi đi. Thôi anh, mẹ bị đau dạ dày, trong người đã khó chịu sẵn rồi, mình phải thông cảm cho mẹ chứ. Anh chị có phải diễn nữa, có bữa cơm thôi mà nói lắm thế. Dùng cả con, mất dậy. Mẹ! Tại anh đấy, em đã bảo anh thôi đi rồi, người mẹ thì đã khó chịu sẵn, sao anh cứ chọc giận mẹ thế? Nhưng mà anh thấy mẹ vô lý quá. Này, mà anh nói thật nhá, rau em nấu ấy, nát thật đấy. Anh có nghe thấy mẹ vừa nói gì không? Ai mà ăn được cái này ấy thì người đấy làm chó đấy. Nhưng mà không sao, anh nguyện làm chó của em. Đây đây, anh đến chưa? Đợi lát em xuống bây giờ. Anh em đó. Đây rồi em xuống đây. À, mẹ ơi, con có việc ra ngoài một lát, cơm con nấu sẵn ở trong bếp rồi mẹ nhá. Thế muộn rồi, cô đi đâu đấy? Con ra ngoài một lúc thôi rồi con về. Ở kìa này. Dáng đi thì hấp tấp, anh em thì ngọt sớt. Hay là coi cái con này nó có bồ nhở? Thôi chết rồi, nó lại cắm sừng con trai mình à? Con này mất dậy, thế thì không được rồi. Mình phải đi bắt giật tay, xách giật tràn nó. Ui. À, bây giờ ban ngày ban ngặt mà chúng mày dám tình tứ thế này à? Được rồi, tao sẽ bắt quả tang chúng mày. Bắt quả tang chúng mày. À, chúng mày giữ bắt mặt chúng mày tình tứ thế này à? Được rồi, sẽ bắt quả tang chúng mày. Dám phu dâm phụ chúng mày. Chúng mày giỏi lắm. Trời ơi, không biết thằng nào đây cơ chứ gì. Trời ạ. Mẹ ơi, bỏ con về rồi ạ. Ui giời ơi. Mẹ ơi, mẹ làm sao thế ạ? Sao mẹ lại đẩy vợ con? Cô lại còn dám vác mặt với cái nhà này hả? Ôi giời ơi con ơi, mày bị con vợ mày nó cắm sừng lên đầu rồi đấy con ạ. Cắm sừng gì ạ? Con... mẹ nói gì ạ? Con không hiểu ạ. Kìa mẹ em. Cãi à? Cô có làm sao không? Chứng cứ rảnh rảnh như thế này cô còn cãi không hả? Rồi ơi là rồi ơi, đến cái nước này mà anh lại còn cười à? Mẹ ơi, mẹ hiểu lầm rồi ạ. Đây là con đấy ạ, mẹ nhìn kỹ lại xem. Ôi ôi, bây giờ anh yêu vợ anh nó mê muội như thế này mà lại còn đi nhận đây là anh cơ à? Trời ơi, con mới chẳng đấy. Hôm nay xe ô tô con hỏng, con để công ty, con mượn xe bạn con đến đón Cồi đấy ạ. Thế nhưng mà làm sao mà anh chị phải lén lút như vậy? Tại con đi mua đồ cho mẹ đấy ạ. Con muốn tạo một sự bất ngờ cho mẹ. Đồ gì? Dạo này con thấy mẹ bị đau dạ dày, lại còn hay ợ chua, nên là con đã mua sản phẩm này cho mẹ. Đây là viên uống dạ dày Fucoidan, có tác dụng làm giảm các triệu chứng đau dạ dày, hoành tá tràng, các trường hợp viêm loét dạ dày, viêm hang vị, trào ngược dạ dày, viêm dạ dày HP, người bị ợ hơi, ợ chua nhiều, viêm bờ cong nhỏ, tăng cường miễn dịch, làm giảm các tác dụng phụ của hóa trị, xạ trị. Đây là sản phẩm của tập đoàn Cohino rất uy tín và an toàn đấy mẹ ạ. Mẹ yên tâm, con đã tìm hiểu rất kỹ rồi, sản phẩm này được rất nhiều người tin dùng và hiệu quả rất là tốt đấy mẹ. Mẹ ơi, vợ con đã có lòng, thì mẹ cứ dùng thử đi ạ. Biết đâu lại chữa được bệnh dạ dày thì sao ạ? Ôi trời ơi, cứ là như là cô quan tâm đến tôi lắm đấy. Mấy cả tôi uống nhiều loại thuốc rồi, không đỡ đâu. Mẹ đã thấy chưa? Vợ con quan tâm mẹ từ bữa ăn đến giấc ngủ, bây giờ còn mua thuốc cho mẹ nữa. Con nghĩ là từ giờ trở đi, mẹ đừng có trách móc cô ấy nữa. Ui giời ơi, chắc gì đã thật lòng với tôi. Con thật lòng mà mẹ. Con vốn từ nhỏ đã mất mẹ, nên là con coi mẹ như mẹ ruột của con vậy. Con chỉ mong mẹ có thể mở lòng hơn với con thôi. Thôi, để con lấy thuốc cho mẹ uống nhá. Thôi được rồi, tôi tự uống. Cảm ơn. Anh cảm ơn vợ nhá. Mẹ! Ôi. Thế mà mẹ bảo với con là mẹ không dùng thuốc. Sao? Mày thấy hiệu quả không ạ? Mà con ơi, công nhận là cái viên uống Fucoidan của tập đoàn Cohino ấy, công nhận là dùng hiệu quả lắm con ạ. Mẹ mới dùng có một thời gian ngắn thôi mà mẹ đỡ hẳn đau dạ dày. Ăn bây giờ ấy lại ngon miệng hơn, không còn ợ chua nữa. Vâng, mẹ cứ dùng hết liệu trình này đi. Con bảo vợ con là mua cho mẹ thêm mấy liệu trình nữa mẹ dùng mẹ nhá. Vợ! Em đến làm gì? Vào mua viên uống Fucoidan cho mẹ đi. Mẹ à? Trang này, mẹ cảm ơn con nhé. Mẹ không nghĩ rằng là con quan tâm và yêu thương mẹ như vậy. Mẹ thật sự là xấu hổ khi mà ngày trước mẹ đối xử với con như vậy. Mẹ đừng có nói như vậy. Con là con dâu, con làm sai ở đâu, mẹ mắng là điều đương nhiên thôi. Con chỉ mong từ bây giờ mẹ có thể mở lòng hơn với con. Nếu như mà con không đúng thì mẹ cứ nói để con rút kinh nghiệm mẹ nhá. Được rồi. Đấy, nhìn hai mẹ con hợp nhau thế này, con mừng lắm. Hôm nay ấy, mình sẽ không ăn cơm ở nhà. Ba mẹ con mình ra nhà hàng mẹ nhá. Nhưng mà thôi, mẹ nấu cơm rồi. Bây giờ con ra con giúp mẹ dọn mẹ bát đĩa nhá. Dạ. Vâng. Cho nó ăn ở nhà, hai con mình ra nhà hàng nhé. Vâng ạ. Mẹ ơi, ra ăn cơm đi ạ. Đâu rồi? Mẹ, vợ. Thôi, anh ở nhà ăn hết chỗ cơm đấy nhá. Còn à, mẹ cho con dâu mẹ đi ăn nhà hàng. Đấy nhá. Mẹ ơi, cho con đi với. Mẹ, vợ. Yêu kỳ diệu.